Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến. Hôm nay lại mình rất là vui. Rất là vui khi thấy anh em Đề Ba Quy cùng những người anh em Việt Ví Sình có một cái cuộc hội ngộ hội ngộ ở khu vực miền Nam rất là hay. Đây là một cái sự đoàn kết. Là mình mong rằng cái tinh thần đoàn kết này nó sẽ bền vững và chặt chẽ. Và anh em chúng ta cùng nhau một lý tưởng là chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của bọn ba sọc, cái bọn chống cộng cực đoan, để mình đẩy lùi tụi nó về những cái phía sau. Phải nói là một cái cuộc hội ngộ hôm nay rất là vui, mặc dù là mình không có dịp để tham dự, nhưng mà thấy anh em hội ngộ như vậy, đây là một cái sự đoàn kết và sức mạnh rất là hay anh chị các bạn. Là mình lúc nào cũng mơ ước sẽ có một cái nhóm tự phát của tất cả những anh em mình, vì cái lợi ích chung, vì cái lợi ích của đất nước và dân tộc, mình cùng nhau mình đấu tranh để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái đám chống cộng cực đoan ô hợp. Chúng nó đang phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước mình. Thì tôi thấy rằng ở khu vực miền Bắc có Bảo Trâm, mà khu vực miền Nam thì có anh Bằng, là những người tiên phong trong cái những cái phong trào tự phát. Mặc dù anh em chúng ta là những cái phong trào tự phát, nhưng mà mình cần phải nâng đỡ nhau để đặng mà mình đấu tranh chống lại những các thế lực thù địch, những cái thành phần mà tụi nó xuyên tạc chống phá cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước trên cái không gian mạng này. Tôi nói anh chị các bạn, sự đoàn kết của anh em trên cái không gian mạng này là một cái những cái cú đánh thép. Tụi ba sọc đó, những thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó rất là sợ sự đoàn kết của anh em. Bởi vì tụi nó không có là những cái thành phần mà chống phá đất nước, tụi nó không có lý tưởng, tụi nó không có một cái người nào mà gọi là mà hướng dẫn nó làm đúng cả. Cái phương hướng của nó toàn là xuyên tạc không, mà chẳng có thằng nào mà đúng. 10 thằng chống cộng hết 10 thằng là xuyên tạc. Các bạn thấy, nếu mà anh chị các bạn lên mạng mà có một cái ông tên là Đỗ Thông Minh đó, cái ông này là trùm chống cộng của cái tụi mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Các bạn biết ông này chống hơi ghê đó. Ông này là một cái người du học sinh của chế độ cũ. Khi ông ta đi qua Nhật, ông ta học về hóa chất đó anh chị các bạn. Học nhưng mà không có non nghe ông ta nói là ông ta tốt nghiệp về hóa chất như thế nào. Nhưng mà xong rồi ông ta tham gia với lại tụi tổ chức Việt Tân, cái thời mà của Hoàng Cơ Minh. Sau này có cái gì đó theo như tôi tìm hiểu thì chắc ông ta biết được những cái sự xảo trá của Việt Tân, rồi ông ta mới ly khai ra khỏi Việt Tân và ông ta đi chống. Và ông này cũng có len lỏi về Việt Nam vài lần theo tôi biết. Tụi chống cộng cực đoan đó, nó tôn sùng ổng, tự động nó tôn sùng ổng ổng lên, rồi nó phong ổng làm học giả. Cho nên các bạn thấy trên không gian mạng hiện nay, tụi nó kêu ổng là học giả Đỗ Thông Minh. Có những lần tôi tranh luận với ổng, các bạn biết ông này ổng lớn tuổi rồi mà ổng tranh luận, mà các bạn biết ổng nói hồi ổng ổng mà ổng tranh luận mà không lợi đó, là bắt đầu ổng chửi bậy. Ông này đó, ổng viết sách, có lần ổng viết sách, các bạn biết á, ổng viết sách ổng chống phá nhà nước mình, ổng xuyên tạc Bác Hồ, ổng viết sách ổng đem qua San Francisco, ổng đi quảng cáo, ổng bán chẳng ai mua, có một vài người mua lác đác à. Tại vì ổng viết nó không có trung thực, ổng viết theo kiểu láo phét của ổng. Mà tụi chống cộng cực đoan ở bên Mỹ các bạn biết nó tôn ổng là học giả kia lắm. Sau này tôi có tranh luận với ổng, tôi hỏi ổng, anh là học giả nhưng mà cái học vị của anh trong cái sơ yếu lý lịch mà anh đưa ra ở trên không gian mạng đó, những cái trang mà
web của ổng, của những người mà nó tôn vinh ổng anh chị các bạn, nó tôn vinh ổng lên. Anh học về lịch sử hay là anh học về những cái sự nghiên cứu nào về lịch sử Việt Nam đâu, không có. Tự phong ông lên học giả kỳ đó. Diễn thuyết anh chị các bạn, ông nói y như thật vậy. Các bạn mà ngồi nghe mà không có cái tầm nhìn mà rộng, các bạn sẽ có thể bị ông lừa. Ông Đỗ Thông Minh này nè, lão này cũng có về Việt Nam dạo này, sau này thì ông bớt chống hơn hồi xưa, tại vì tôi thấy ông có về. Nhưng mà có mấy lần thì tôi tranh luận với ông hồi ở mấy diễn đàn, để ông chống để đặng kiếm cơm ăn mà. Các bạn biết ông mở nhà sách, ông bán ở bên Nhật đó, và cuối cùng ông phải phá sản, tại vì ông đi viết sách toàn là xuyên tạc không, học giả gì mà nói chuyện mà nói không lời, bắt đầu chữ bậy. Mà học giả các bạn biết mấy cái tay chống cộng cực đoan này, Đỗ Thông Minh đó, hồi cách đây khoảng chừng 6 7 năm về trước, tôi vẫn tranh luận khi mà tôi vạch mặt ổng không phải là học giả đó. Các bạn biết ổng vào mấy cái trang web của mà ổng, mấy cái tụi mà nó tung hô á, ổng lấy xuống những cái bài, những cái lý lịch của ổng. Mà gần đây thì tôi thấy có anh lưu lễ, lễ lưu gì đó, tôi thấy ảnh ảnh có nói về cái ông Đỗ Thông Minh này, ảnh cũng nghĩ là ông này là học giả. Thì tôi cũng có vào tìm tìm hiểu lại, thì tôi thấy bắt đầu tụi nó đăng đăng những cái hình ảnh của ông lại, nó thuyết trình cho mấy cái tụi mà chống cộng, mấy cái đài mà tin tức của tụi chống cộng. Ông này ông láo phét lắm. Các bạn mà nghe ông thuyết trình những cái xạo mò về gì đó để đặng mà ông đi khảo cứu. Tên thật của ông là Đỗ Thông Minh, nghe cái tên thì rất là dữ dằn, nhưng mà con người của ông này tôi hay gọi ông là lưu manh giả danh trí thức. Có những lần tôi tranh luận với ông, tôi nói ông là lưu manh giả danh trí thức, là bắt đầu ông xuống ông chửi, bắt đầu ông cầm microphone là ông chửi tơi bời ba lá luôn. Các bạn biết ông chửi ghê lắm, ông chửi cũng dữ dằn lắm. Mà mấy cái diễn đàn của tụi chống cộng á, nó bênh vực ổng dữ lắm. Mình mà lên mà mình tranh luận với ổng là tụi nó không cho mình nói nữa. Nó thấy ổng bị cáo lên, bị nổi cáo lên rồi, bắt đầu là ổng quạo lên, bắt đầu ổng nói bậy á, bắt đầu tụi nó không cho mình nói nữa. Cho nên các bạn cẩn thận với cái ông này. Thì tôi mong rằng Ở Việt Nam cũng lưu ý cái ông này. cái cực Cái ông này thì nếu mà đánh ở trên mạng, các bạn sẽ tìm tìm lại thấy cái đó là Đỗ Thông Minh. Các bạn đọc những cái lý lịch của ổng rất là láo 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 phét. Ổng chống cũng dữ dằn lắm. Ở bên Nhật á, ổng có những cái ổng đi theo mấy cái hội nhóm chống cộng á chị. Nói chung ông này đi chống cộng là kiếm ăn, ổng đi kiếm ăn. Ở bên Nhật Ổng hay ổng tự cao tự đại lắm, mà ổng chống rất là cực đoan. Học giả gì mà ăn nói chuyện hồ đồ mẹ. Các bạn có dịp mà các bạn tranh luận với ông này, gọi là Đỗ Thông Minh, tự tự phong là học giả. Các bạn thấy những cái tụi chống cộng Minh này, trước cái ông này nữa, các bạn biết có một ông đó, ông sĩ quan, cái ông sĩ quan còn dữ dằn nữa. Hai tay này ngày xưa giống như là cặp bầy trùng vậy. Các bạn biết nó như là một cái cặp bầy trùng. Rồi ông sĩ quan cũng lừa đảo, rồi quyên góp và lừa đảo rồi chết rồi. Ở bên Pháp, cái tay sĩ quan, các bạn mà nghe cái tay sĩ quan đó, ở bên Pháp mà diễn thuyết về tam quyền phân lập, tự do dân chủ nhân quyền kiểu Mỹ ấy, các bạn mà yếu bóng vía nghe mà không mê nữa chứ. Mà
mình theo dõi từ từ rồi mình mới thấy được cái xảo trá của ông. Sau này ông lập những cái rồi ông đó, rồi tiếp một ông nữa, cái ông này là gọi là Đức Việt. Ông này là một cái người hồi lúc trước cũng đi chống cộng kiếm cơm. Ông này là làm ở trong ở bên quân báo của Việt Nam mình, làm ở bên quân báo, sau này bỏ trốn qua Đức, bỏ trốn qua Đức rồi bắt đầu lên mạng, bắt đầu chống chống tầm lâu thôi bạch ảo cho người người ta ta. xem lưng cũng bị Tôi với ông này cũng đấu nhau nhiều lần mà hồi nói ông lại là hồi cũng chửi tầm bậy tầm bạ. Mấy cái tay chống cộng nói chung khi mà họ bị mà tranh luận với họ họ bí 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 đường rồi đó. anh chị các bạn sẽ thấy họ sẽ bắt đầu họ chửi tầm bậy tầm bạ, họ nổi cáo lên. Nhóm Việt Bí Sinh, anh chị em chúng ta ủng hộ những con người này để cùng nhau mình đập tan những cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, cũng như cái đám dân chủ cụi trong nước. Tụi nó rất là xảo trá và bịp bợm, tụi nó rất là sợ những cái tiếng nói của anh chị em các bạn, anh em chúng ta trên cái không gian mạng này. Khi mà mình nói lên những cái sự thật về cái sự phát triển của đất nước và những cái thành quả cách mạng hào hùng của cha anh chúng ta đã thống nhất được đất nước và đã xây dựng được đất nước có được như ngày hôm nay, thì Lợi Minh hôm nay cũng rất là vui khi thấy sự hội ngộ của anh em Đê Ba Quy và Việt Bí Sinh là một cái niềm vui khích lệ cho Lợi Minh. Mặc dù ở bên kia nửa vòng trái đất nhưng mà Lợi Minh cảm thấy rất là tự hào, rất là khích lệ, rất là vui. Gần như cả ngày Hôm nay mình cứ cười, mình cảm thấy vui, rất là tự hào anh chị các bạn. Khi thấy những chiếc áo đỏ những chiếc áo đen mang hình ảnh của quê hương dân tộc, những cái lá cờ đỏ sao vàng mang cái hình ảnh của quê hương dân tộc, lòng lòng của Lê Minh cảm thấy rất là tự hào là một con người Việt Nam. thành ra anh em chúng ta Sẽ hãy tiếp tục cùng nhau ủng hộ những người anh em này. Mình vì tập thể, mình không vì cá nhân nào cả, mình ủng hộ là ủng hộ một cái tập thể anh em có cùng chung một cái chí hướng chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái đám chống cộng cực đoan ô hợp khố gắt áo ôm khôn nhà dạy chợ. Đấy, thì thôi lại mình chia sẻ tới đây. Xin chào anh chị em các bạn.